Giá cước cho cả khu vực ASEAN, tối 26 tháng 8, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp ông Dato Lim Jokhoi, Tổng thư ký ASEAN nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đề xuất với ông Dato Lim Hoi năm sáng kiến thuộc lĩnh vực ICT để các nước ASEAN có thể cùng nhau thực hiện trong năm 2020. Theo đó, Việt Nam đề nghị các nước ASEAN cùng triển khai sáng kiến roaming một giá cước hiện đã có 5 trên tổng số 10 quốc gia ASEAN đồng ý về việc thực hiện sáng kiến này. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn rằng, trên cương vụ là tổng thư ký ASEAN, ông Dato Lim Hoi sẽ thúc đẩy hơn nữa các nước thành viên ASEAN để sáng kiến này sớm trở thành hiện thực. Chia sẻ với ông Dato Lim Hoi, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thành lập một trường đại học chung về ICT cho các nước thành viên ASEAN. Mỗi nước thành viên ASEAN sẽ có từ 2 đến 3 học bổng trị giá 50.000 USD trên sinh viên. Để theo học ngành ICT bằng tiếng Anh tại Việt Nam, trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp gần 20 học bổng của chương trình này. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chính phủ Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với diễn đàn kinh tế thế giới về việc thành lập trung tâm liên kết cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Trung tâm liên kết cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là nơi xây dựng các chính sách, khuôn khổ pháp lý với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa những công nghệ mới và hệ thống pháp luật. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nước thành viên ASEAN. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định Việt Nam sẽ đi tiên phong về việc phát triển công nghệ 5G. Thông qua các buổi hội thảo ASEAN về 5G, Việt Nam mong muốn có thể chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu về một ASEAN số.